Có ai nhớ tôi không vậy ta? Có chứ, nhiều lắm. 97 triệu dân đều nhớ tới một cái cô hoa hậu đã từng chế lời quốc ca nhưng chỉ bị xử lý quyền tác giả. Tôi không biết trong đó nó có uẩn khúc gì không, nhưng tôi biết rằng, tôi biết là chế lời quốc ca dù vô tình hay cố ý thì cũng phạm vào điều bộ luật hình sự 351. Nhưng tôi nhớ cô chỉ bị xử lý hành chính, tôi không biết lý do tại sao luôn. Những cái con người xử lý đó có yêu tổ quốc mình hay không mà để người khác chế giễu lên một bài hát quốc ca nhưng chị bị xử lý hành chính. Tôi nhớ chứ, tôi nhớ rất rõ cô là một cái cô hoa hậu đã dùng những cái từ dung tục, thô tục, mất đi cái thuần phong mỹ tục của người phụ nữ Việt Nam. Cô dùng những cái từ mà bú liếm trong chuyện phòng the để cô đưa lên mạng. Tôi nhớ chứ, tôi nhớ cô dùng 4 chữ vàng tổ quốc ghi công để ví von trong cái vấn đề vệ sinh con chim của cô. Tôi nhớ rất rõ. Ấy vậy mà đến ngày hôm nay tôi vẫn chưa biết lý do tại sao và nguyên nhân tại sao những cơ quan chức năng vẫn chưa vào làm việc với một con người như cô. Những cơ quan chức năng nào đang xử lý một việc này có nghe được cái tiếng của cô ta nói hay không? Tại sao cô ta dùng 4 chữ tổ quốc ghi công để cô ta ghi công trong vấn đề mà dọn dẹp con chim? Ấy vậy mà các cơ quan chức năng làm ngơ. Vậy thì thử hỏi 4 chữ tổ quốc ghi công này nó còn là điều thiêng liêng mà nhà nước đã trao tặng cho những anh hùng liệt sĩ như không? Nó còn thiêng liêng khi mà trao tấm bằng tổ quốc ghi công này cho những gia đình có công với cách mạng nữa hay không? Nó còn thiêng liêng với những người đã âm thầm hy sinh trong công cuộc đổi mới của kinh tế đất nước nữa hay không? Tại sao để cho cô ta dùng 4 chữ tổ quốc ghi công đó ấy mà đến ngày hôm nay vẫn chưa có một cơ quan nào vào xử lý? Còn khi vào xử lý trong vấn đề chế lời quốc ca thì xử lý quyền tác giả, mà không xử lý là vô tình hay cố ý để chế lời bài hát quốc ca. Tôi nhớ rất rõ. Và tôi cảm thấy rất khó chịu khi mà vẫn để cho cái cô hoa hậu này ung dung, không có một cái sự trả giá, không có một cái sự răn đe. Tôi cảm thấy mất niềm tin. Tôi không biết những người đang giữ chức vụ này họ có cảm thấy xấu hổ khi nhận tấm bằng tổ quốc ghi công, họ còn tôn trọng 4 chữ tổ quốc nữa hay không, mà tại sao họ làm ngơ với cái cô hoa hậu này về vấn đề đó. Tôi rất mong tiếng nói của tôi cũng như tất cả những cái bình luận của tất cả những người đang bức xúc về vấn đề này hãy lên tiếng. Cần phải có một cái cơ quan chức năng để xử lý cô ta thật thích đáng để răn đe cho thế hệ sau này, chứ không thể nào mà làm qua loa như vậy được. Cảm ơn.